sự bướng bỉnh trẻ con của em. Cảm ơn anh rất nhiều đã cho em đạt được ước mơ mình. Chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc Mãi Mãi với sự thể hiện của đội trưởng Hồ Trung Dũng, thí sinh Quỳnh Lương và sự hỗ trợ của Open Party Band. Xin được cảm ơn ban nhạc. Thường thì mọi người sẽ nghĩ rằng đây là một bài hát thiên về cho nam ca sĩ hơn. Còn ngày hôm nay thì lại là một phiên bản song ca, thì chắc chắn là nó sẽ có sự khó khăn trong vấn đề chia câu phối bè làm nhạc chứ, đúng không ạ? Với em thì không có khó khăn gì, bởi vì tất cả sự khó khăn là anh Dũng anh gánh hết rồi. Bởi vì là chia lời chia câu rồi dạy từng câu từng chữ là anh Dũng anh phải rất vất vả với em. Và lời cảm ơn chân thành ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cảm nhận đến từ những vị giám khảo, anh Nguyễn Hải Phong ạ. Thực ra thì tôi rất là thích thấy những cái cặp đôi mà có cái sự chênh lệch về cái trình độ chuyên môn nhiều như vậy. Tức là một cái người đội trưởng phải phát huy cái vai trò gánh vác, dẫn dắt, dìu dắt cái người học trò của mình từ cái ngày sơ khai là lúng túng á, đến dần dần trưởng thành lên á. Thì đó là cái hình ảnh mà tôi thích, và tôi thích Trời Sinh Một Cặp là vì cái lẽ đó. Cho nên không phải là tôi đang cần phải xem những cái tiết mục nó rất là hoàn hảo về trình diễn hay là kỹ thuật hát, mà là cần thấy cái tài bên cho và bên nhận. Bên nhận cũng phải học được những cái của người thầy của mình. Cái phần trình diễn này thực sự là đạt được cái sự xúc động của một cái khung cảnh phim của năm 90 mấy nó xuất hiện lại. Thì tôi thấy là cả hai bạn đều làm rất tốt, và Quỳnh Lương là nhận cái phần mà trao đi của Hồ Trung Dũng cũng rất là trọn vẹn. Tình yêu đó riêng cho em, một đời mãi không quên. Bài hát tặng em, mỗi tình khát khao. Em chia sẻ thêm xíu là hồi nãy khi anh Dũng bước ra, anh nói sau đây là tôi dành tặng cho người đặc biệt. Cái em bị nhớ nghề, em tưởng đâu em đứng trển, cái em đợi máy bắt hình em cười quá trời luôn. Anh nghĩ không được chỉ mình em đâu, nhiều người dưới đây. Em kiểu em bị ngộ nhận á anh, kiểu là bình thường là hay hát cái sân khấu là anh Dũng hay bước vô dắt tay em dịu dàng bước ra. Cái này cái em lộn kênh chút xíu. Té ra là đó là câu thoại trong phim. Dạ đó, nhưng mà rất là dễ thương, bởi vì đây cũng là cảnh phim nó rất là kinh điển. 이 세상에서 가장 소중한 사람이 바로 이 자리에 왔습니다. 저의 하나밖에 없는 유일한 그 사람을 위해서 이 노래를 부르겠습니다. Và quay trở lại với những cảm xúc ngày xưa, nó dịu dàng, nó hòa nhã lắm. Với tiết mục này thì em thấy là Quỳnh Lương rất là bình tĩnh, rất là bản lĩnh, và cũng không có một va vấp nào. Nếu trong lòng em thiếu anh, từng đêm đang du tiếng hát chơi vơi. Có lẽ là bản thân Quỳnh Lương cũng có áp lực hay gì đấy. Nhưng nếu như vậy thì ngày hôm nay là một cái thành công, đúng không? Xin được chúc mừng anh Hồ Trung Dũng và Quỳnh Lương. Em rất thích tiết mục này. Cảm ơn giám khảo Ái Phương, mà có lẽ người mà chứng kiến được nhiều sự thay đổi nhất của thí sinh này cũng như là phần trình diễn của cả hai anh em, đó chính là giám khảo Huy Tuấn ạ. Phải thú thật là tôi lần nào xem tiết mục của Quỳnh Lương với Hồ Trung Dũng giống như là cảm giác đi tàu lượn ấy. Rất là hồi hộp. Không biết là cái hành trình nó kết thúc vào lúc nào, và hôm nay cũng không ngoại lệ. Như mọi người cũng biết là tôi cũng theo dõi Quỳnh Lương và Hồ Trung Dũng ngay từ đầu mà. Các giám khảo thì có hôm nay mới chứng kiến thôi. Nhưng mà tôi rất là đồng ý với quan điểm của anh Phong. Tức là chúng tôi là những người làm nghề, làm chuyên môn ấy, thì rất là thích những cái thí sinh như Quỳnh Lương, để mình thấy được cái sự tiến bộ qua từng vòng thi. Nó rất là rõ nét. Và hôm nay tôi nghĩ là một trong những phần trình diễn tốt nhất của Quỳnh Lương cho tới thời điểm này. Chúc mừng hai bạn. Cảm ơn những lời chia sẻ của bộ ba giám khảo. Còn bây giờ sẽ là số điểm mà Quỳnh Lương nhận được. Chúng ta sẽ đến với hai vị giám khảo khách mời, ca sĩ, nhạc sĩ Ái Phương ạ. Từ đầu đến giờ là anh Hồ Trung Dũng và Quỳnh Lương đã có điểm 10 nào chưa? Thực ra là điểm 10 em có một cái bộ não cá vàng, em không nhớ mình có điểm 10 chưa, nhưng mà em rất hy vọng là hôm nay sẽ có một điểm 10 mới á. Ôi não cá vàng của em khôn thế. Mong thì có nha, một điểm 10. Một điểm 10 dành cho thí sinh Quỳnh Lương và đội trưởng Hồ Trung Dũng. Anh Nguyễn Hải Phong thân mến, với những lời khen và sự góp ý của anh thì anh sẽ cho cặp đôi này bao nhiêu điểm đây ạ? Anh sẽ không cho điểm 10 vì anh nghĩ là các em sẽ phải cố gắng thêm nữa. Anh cho 9,5. Trời ơi,
89,5 là số điểm của giám khảo Nguyễn Hải Phong. Và chúng ta hãy chờ đợi số điểm cuối cùng đến từ giám khảo Huy Tuấn ở phần cuối chương trình. Một lần nữa xin được chúc mừng.